Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 54 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 54 này là Ở thai mạng, bố chứ chào xanh. Mama sửa chữa, mai chào xanh. Ở từ thai mạng là cái cậu con trai bận quá, bố chứ chào xanh là không có ăn sáng. Mama sửa chữa, người mẹ đã bỏ công việc của mình đi, rồi mai chào xanh để bán thức ăn sáng đó là tình yêu của mẹ đó đọc lại một lần nữa ở thai mãn của san ma mà chữa mai san thì tức là bằng với chào phan rồi không có gì khác xin mời mọi người nghe mình đọc một lần trước khi giải thích nội dung chi tiết nha để xem mọi người có nghe được nhiều không đã xin mời bắt đầu nghe nào 中国河南的李平今年五十二岁，他的儿子今年二十八岁。儿子的工作很忙，他早上没有时间吃早餐。李平觉得儿子不吃早餐，身体会不好，所以他辞了工作，去卖早餐。

vừa rồi mọi người nghe có nắm được nhiều không ạ? À? Cố gắng nghe thật nhiều nhé. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung của hở nản tơ lì phiển chị Lý Bình hoặc là cô Lý Bình là người ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Chí nẻn ơ năm nay 52 tuổi. Trung của hở nản tơ lì phiển chí nẻn ơ

Tham mỹ vào chén cậu ấy không có thời gian để ăn sáng Lý Phiến tơ cô Lý Bình này cảm thấy ở từ bu chuyên chào xanh cái người con trai mà không con trai của mình mà không có ăn sáng sinh thì hơi bố họ sức khỏe sẽ không tốt số gì thá sửa là cung cho nên cô ấy đã từ bỏ cái công việc của mình đang làm ở đâu đó rồi suy mai chào xanh là để mà đi bán đồ ăn sáng suy mai chào xanh Yin quay ở từ xèo sử hô hỉnh xì hoan chi tan biển bởi vì con trai cái người con trai đó xèo sữa hô là khi còn nhỏ Hẳn xì hoan sư chi tan biển rất là thích ăn bánh trứng chi tan biển là bánh trứng sổ gì lì hiển khai sự chua chi tan biển cho nên cô lý bình bắt đầu làm cái bánh trứng này và mọi người thấy là cái bánh trứng là như thế này nè nó trứng nó chiên với một số cái một bên thì mình thấy nó chiên với cái củ hành tây một bên kia chắc là chiên với bột thì bánh trứng này không biết ở Việt Nam có hay không thì chi tan là cái trứng gà còn tiền là bánh thôi thì là bánh trứng bánh trứng gà gì đó mày thiên lại mài chi tan bình tơ rảnh hành tố mày thiên là mỗi ngày lãi mài chi tanh viện ta rảnh những người đến mua các cái bánh đến mua bánh à, trứng gà này hình tố là rất nhiều thì mình dịch là mỗi ngày có rất nhiều người đến mua bánh trứng gà ở xưa mày thế sang cậu con trai mỗi buổi sáng tô nựng là đều có thể sư to ma mà chua tại chi tanh viện đều có thể ăn được cái bánh trứng mà do mẹ mình làm nếu mỗi ngày cùng ăn mỗi ngày cũng đều ăn hết thì cũng hơi bị căng thẳng đấy. thì đó là nội dung của bài. À, mọi người hãy nghe mình đọc lại. bây giờ à, mọi người hãy đọc theo mình trước một lần đi. rồi sau đó mình đọc một lần nhanh hơn một chút cho mọi người nghe. xin mời mọi người đọc theo nhé. Trung Quốc lì Nam, Lý Bình, năm nay 52 tuổi. 他的儿子今年二十八岁，儿子的工作很忙，他早上没有时间吃早餐。李平觉得儿子不吃早餐。 身体会不好，所以他辞了工作去卖早餐。因为儿子小时候很喜欢吃鸡蛋饼。 所以，李平开始做鸡蛋饼。每天来买鸡蛋饼的人很多。儿子每天早上都能吃到妈妈做的鸡蛋饼。 Và đến đây là kết thúc phần 54 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả và chúc mọi người cùng gia đình an lành vượt qua mùa dịch này. Mọi người cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn gặp ở Hẹn gặp mọi người ở phần kế tiếp.